Cửu âm chân kinh mobile có tên gốc là Sword of Shadow, là tựa MMORPG được phát triển bởi Snail Game dành cho các thiết bị smartphone tầm cao. Tựa game này từng được VNG phát hành tại thị trường Việt Nam dưới tên gọi Cửu âm 3D vào tháng 9 năm 2018. Bằng đồ họa đẹp mắt và gameplay có chiều sâu, trò chơi nhanh chóng nhận được sự yêu thích của game thủ. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 2020, nhà phát hành VNG đã chính thức đóng cửa tựa game này trong niềm tiếc nuối của cộng đồng người chơi. May mắn thay, bước sang năm mới 2021, Gusu, đơn vị phát hành game bom tấn Cửu chân kinh online bản PC ở Việt Nam, đã tiếp nhận lại Cửu âm 3D từ Snail Game và chuẩn bị hồi sinh bom tấn game kiếm hiệp trên di động này vào tháng năm tới dưới tên gọi mới Cửu âm chân kinh Mobile. Được nhào nặng bởi nhà phát triển Snail Game nổi tiếng mát tay trong thể loại MMORPG, thiên hướng chân thật và chất lượng của Cửu âm chân kinh Mobile là không thể bàn cãi. Cửu âm chân kinh Mobile tiếp tục mở ra một thế giới võ hiệp, nơi người chơi phải trầm trồ bởi chất lượng đồ họa đỉnh cao từ tạo hình nhân vật tỉ mỉ, sắc nét từng chi tiết đến không gian bao la hùng vĩ đậm chất kiếm hiệp được dựng lên trong game, thôi thúc các võ hiệp từng bước dấn thân vào khám phá. Chắc hẳn cảm giác tiêu diêu tự do tự tại khi hành tẩu chốn giang hồ và được xưng bá chốn võ lâm là những điều mà bất cứ võ hiệp nào cũng muốn gửi gắm khi lựa chọn chơi một tựa game kiếm hiệp nào đó. Tuyệt phẩm của âm chân kinh Mobile hứa hẹn sẽ không làm các game thủ yêu thích dòng game kiếm hiệp phải thất vọng khi tiếp nối những thành công từ phiên bản PC để tái hiện lại một thế giới võ hiệp sống động và chân thật nhất từ trước đến nay trên nền tảng mobile. Điểm nổi bật nhất trong lối chơi nhập vai cày cuốc của Cửu âm chân kinh Mobile có thể kể đến các tính năng không đụng hàng như khinh công tự do và săn tìm võ học. Với khinh công tự do, người chơi có thể thoải mái bay lượn, di chuyển nhẹ nhàng tinh tế, hòa mình vào làn gió mà không hề chịu bất kỳ rào cản nào. Nổi bật trong số đó chính là đấu trường thể thức đối kháng 1v1, chiến trường kiểu MOBA 5v5 hay nhiều sân chơi loạn chiến sinh tồn PK khốc liệt, nơi người chơi được chiến đấu với hàng chục, hàng trăm người chơi khác đến nhiều từ môn phái, thế lực, bang hội khác nhau. Có thể nói với sự hồi sinh lần này của Cửu âm chân kinh Mobile dưới mái nhà Gosu, thế giới võ học chân chính một lần nữa lại được mở ra với các game thủ đam mê kiếm hiệp tại Việt Nam. We'll be right back.